AK sớm thì anh em video review SH2010 đèn trước đèn sau lên xì tay full no lock với hai nhanh trước 18 ô lốc mỗi bên và hai nhanh sau 12 ô lốc mỗi bên, thực hiện chế độ dummy và xi nhan. Ở chế độ dummy một màu, xi nhan tự động đổi sang màu khác. Anh em lưu ý đây là sản phẩm led ô lốc thế hệ mới, khác với những sản phẩm ô lốc thế hệ trước đó là ô lốc thế hệ mới khi sáng chế độ dummy hoặc xi nhan sáng đầy đủ nguyên bóng. Sản phẩm thế hệ đời cũ là khi sáng dummy 3 ngăn ngoài, xi nhan 1 ngăn ở trong sáng. Ưu điểm của lốc đời mới là sáng nguyên bóng chế độ dummy xi nhan, giúp cho bóng đèn phát sáng tối đa và tăng thẩm mỹ của đèn. Số lượng bô lốc mỗi bên có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt và màu sắc cũng có thể tùy chọn. Với bộ đèn trên video, hai nhanh trước mỗi bên 18 bóng, hai nhanh sau mỗi bên 12 bóng. Bình thường ở chế độ xi nhan ban ngày, khi bật xi nhan tất cả bô lốc chớp tắt, thực hiện chế độ xi nhan. Bật xi nhan bên đây, tắt xi nhan, mở đờ mi. Mở đờ mi là công tắc đèn. Màu sắc led có thể tùy chọn và số lượng lốc cũng có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Hay là ưu điểm của lốc thế hệ mới khi ở chế độ đờ mi sáng đầy đủ nguyên bóng 3 ngăn ngoài và 1 ngăn trong, bật xi nhan vẫn sáng đầy đủ. Khi bật xi nhan bên nào bên đó tự động đổi màu, đá màu trắng đỏ thành xi nhan. Bên còn lại vẫn hiển thị chế độ dummy. Tắt xi nhan. Mở xi nhan này. Số lượng ô lốc, số lượng bóng ô lốc và màu sắc bóng ô lốc có thể tùy chọn khi lắp đặt. Tiếp đến là đèn sau hai xi nhan mỗi bên 12 bóng, một màu, thực hiện chế độ dummy xi nhan. Bình thường sáng bật xi nhan chớp tắt làm xi nhan. Tất cả sản phẩm led ô lốc AK Shop lắp đặt cho anh em đều sử dụng led ô lốc thế hệ loại mới, nhằm phát huy độ sáng tối đa và tăng độ thẩm mỹ của đèn khi phát sáng. Tắt xi nhan, mở xi nhan bên này. Số lượng led ô lốc và màu sắc led ô lốc và cách sắp đặt lên hiệu ứng phải tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Tắt xi nhan, tắt đờ mi. Ban ngày khi không mở đèn ở chế độ đờ mi, bật xi nhan led ô lốc vẫn hay chớp tắt làm xi nhan. Bật xi nhan bên này. Tắt xi nhan. Video review SH2010 nhanh trước nhanh sau lên xì tay full no lock với ngoài trước 18 bóng no lock mỗi bên và ngoài sau 12 bóng no lock mỗi bên, thực hiện chế độ dummy xi nhan. Ngoài sau và ngoài trước thực hiện chế độ đá màu khi xi nhan. Sản phẩm thực hiện AK Shop, màu sắc và số lượng no lock có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt.